Ai cũng biết bác sĩ phẫu thuật là một trong những công việc áp lực căng thẳng nhất trên thế giới. Do đó không tránh khỏi sai sót đáng tiếc. Mới đây đã xảy ra một sự việc hy hữu ở một bệnh viện tại thủ đô Nairobi, Kenya khi các bác sĩ tại đây đã phẫu thuật não nhầm bệnh nhân. Cụ thể, người đáng lẽ cần được phẫu thuật là người có máu đông trong não, trong khi người còn lại chỉ cần được điều trị nhẹ vì bị u ở đầu. Tuy nhiên, phải 2 tiếng đồng hồ kể từ lúc ca mổ diễn ra, các bác sĩ mới nhận ra sai lầm nghiêm trọng này khi không phát hiện ra cục máu đông nào trong não bệnh nhân. Sau đó, 4 người tham gia ca phẫu thuật gồm bác sĩ phẫu thuật thần kinh, nhân viên gây mê và y tá tiếp nhận đều bị đình chỉ công tác để cơ quan chức năng điều tra vụ việc. Các bác sĩ có liên quan trong vụ việc đã nổi giận khi bị đình chỉ vì cho rằng các y tá chuẩn bị cho kíp mổ mới là người có lỗi khi đã dán nhầm thẻ tên. Giám đốc điều hành bệnh viện cho biết họ rất lấy làm tiếc về sự cố trên và bệnh nhân đang hồi phục và tiến triển tốt. Hiệp hội học y tế, dược sĩ và nhà sĩ Kenya cho rằng sai sót trên thể hiện các nhân viên y tế đang phải làm việc quá tải.